さんこんにちは。ハノイ日本語の森のハーと申します。前回ベトナム人がよく間違っている発音についての動画を見てくれて本当にありがとうございました。今回他行のたとあとはうんの発音についてちょっと説明したいと思います。今日ちょっと寂しいなんですけど一人でやっていきます。皆さんぜひ来てくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。다니테다장니테다른꼬리태어났다넘넘치워엠다니테다장니테다장니테だったっけ。みやさんこの歌知ってますか？本当は私前ウンファンフォクのファンだったんですよ。なぜこの歌は今日の授業の内容と関係があるかというと、これからベトナム語で説明したいと思います。trong bảng chữ cái tiếng Nhật hàng ta có hai từ đặc biệt, đó là chữ ta và chữ tô, đúng không ạ? Khi mà các bạn đọc chữ này, có rất nhiều bạn khi mới học tiếng Nhật thì được các thầy cô dạy là ta và tô, đúng không ạ? Tuy nhiên thì hai từ này có một cách đọc đặc biệt như sau, đó là khi nó đứng ở đầu một từ vựng ý, thì nó sẽ được đọc đặc biệt là ta và tô. Mình nhắc lại nhé, khi nó đứng đầu một từ vựng thì nó sẽ đọc là tha và thô. Sau đây mình xin đưa ra các ví dụ như sau để các bạn dễ hình dung. Ví dụ nhé, takai, takai, taberu, taberu, taksan, taksan. Tiếp theo mình sẽ lấy ví dụ hàng tô nhé. Ta tuệ vợ, toi, toi, toke, toke.Tonkatsu. Tonkatsu. Ah, đúng. Lại đây phát âm cho con mấy từ nào. Yeah. Yarimasu, yarimasu. Hai, nan desu ka? Hai, phát âm cho con từ takai. Takai. Oh. Taksan. 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 Ja, tsugi. Toi. 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 Tokke. 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 Tokke.Sau đây thì mình xin lấy một số ví dụ mà chữ tha và chữ tô đứng ở đầu một từ vựng nhé. Sau đây thì bạn Dũng sẽ đọc cho mình những ví dụ này. Tatoeba. Tatoeba. Tamago. Tamago. Taihen. Taihen. À to à. Touka. Touka. Tonkatsu. 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 Doshista.Toshista. Toshista. Toshista. Toshista là gì cả các bạn? Là gì ấy? Ít tuổi hơn. Ồ, đúng rồi. Tuy nhiên khi chữ ta và chữ tô đứng ở giữa hoặc cuối một từ thì nó sẽ có xu hướng đọc là ta và tô như bình thường. Cuối hoặc là giữa một từ đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Sau đây thì mình sẽ lấy ví dụ nhé. Đầu tiên là Ikitai. 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 So.Itai. À, itai. Itai. À, to à, gantan. 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 いいですか? Hai, 次は, itoko. Hai. Itoko. Itoko. À, to à, hitori. 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 Okay. Soto. 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 Tuy nhiên, mình và cô Hà mới phát hiện ra, mới tìm thấy ra một điều rất là thú vị về việc phát âm của âm ân này. Khi mà nó đứng cuối câu và thế nào nhỉ con Hà nhỉ? Và đằng trước đó là những chữ cái thuộc hàng H, P, B thì nó sẽ được đọc là ng. Ví dụ như nào nhỉ? Ví dụ như là cha hàng. Ừ, cha hàng. Cha hàng. Cơm gian đấy nhé, cha hàng. À từ à, công bằng. Công bằng. Công bằng.Không bằng ですね, không bằng ạ. Tối nay, đêm nay. Đúng rồi. Tiếp theo mình sẽ có gì đây? Ichi bằng. Ichi bằng. Ichi bằng là nan desu ka? Ichi bằng là, ichi bằng là thứ nhất. Thứ nhất, đúng rồi, ichi bằng. Shinbun. Shinbun. Shinbun, báo ですね. Hay, ippon. Ippon. Đếm những vật thon tròn dài đúng không? Ma ka ippon arimasu. Ma ka ippon arimasu. Đúng không? Thế là ma ka desu.Ngoài ra đúng không còn có Nihon là Nhật Bản. Nihon là これは? Nihon. Nihon ですね. Nihon. 指が2本あります. Maka 2本あります.
Nihon ですね. Nihon. Hon. Nihon, Nhật Bản. これが Nihon. 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 Hon. 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 OK? OK. Hả? Làm thế nào để nói tiếng Nhật hay, trôi chảy được như bây giờ? Thực ra thì hồi mình còn học tiếng Nhật thì mình đã phải có một sự cố gắng rất nhiều để có thể phát âm được đến như bây giờ. Hôm nay thì mình xin được chia sẻ với các bạn hai điều làm như nào để mình có thể phát âm được tiếng Nhật hay. Điều thứ nhất là khi mà các bạn học trong giai đoạn đầu thì các bạn phải nghe thật kỹ từng âm, từng từ và từng câu, sau đấy bắt chước lại theo nó. Bắt chước, bắt chước. Bắt chước là một điều rất quan trọng nhé. Điều thứ hai đó là mình phải đặt mình vào một trong nhân vật, sau đó diễn lại nó theo một bối cảnh nào đấy mà có sẵn trong sách cây hoa rồi đấy. Tức là diễn lại đúng không? Diễn lại. Diễn lại cái nhân vật đó, tức là trong nhân vật đó, ở trong hoàn cảnh nào thì chúng ta phải đặt mình vào hoàn cảnh đó đúng không? Và diễn. Lấy đơn cử như hồi còn nhỏ thì mình hay chơi gì đấy, chơi trò chơi đồ hà đúng không ạ? Khi đó thì mình gì đấy, hay nhập vai là gì? Mình là bố, mình là mẹ, hoặc là gì đấy, là vợ, là chồng. Anh hãy đóng là vai chồng đi ra ngoài chẳng hạn nào. Mẹ nó ở nhà cho con tu ti nhá. Bố đi ra ngoài đi làm kiếm tiền để mua sữa cho con, nhớ ở nhà nhá, đừng để con đói nhá. Chồng đi đây. Anh Dũng đã từng bao giờ đóng vai phi công chưa? Phi công. Lái máy bay bà già. Lái máy bay bà già. Anh chưa diễn bao giờ mà anh chỉ có đóng thật thôi. Đóng thật luôn ạ? Đóng thật luôn, chiến luôn. Nhiều lần thằng khác á. Thế nào phải làm thật, diễn phải như thật các bạn ạ. Học tiếng Nhật như thế. Cảm ơn cô Hà ngày hôm nay đã thì chia sẻ cho chúng ta những cái vũ khí bí mật, những cái điều bí mật để phát âm tiếng Nhật trôi chảy, phát âm tiếng Nhật hay hơn đúng không? Chúc các bạn học tập tiếng Nhật thật là tốt, nói tiếng Nhật thật là hay đúng không? Tự tin khi mà đứng trước người Nhật. OK, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nhé. Bye bye. Bye bye.